có cần BCT từ Businbot nha các bạn. Con này dự kiến của nó là nó phan và làm chết thông tin chút nha các bạn. Con này ai góp nó sẽ list lên sàn Vindat nha các bạn và nhiều sàn khác nữa. Sau khi tham gia các bạn nhận được 60 token. Rồi đầu tiên các bạn list vào các bạn. Nhiệm vụ là join Telegram group, join Telegram channel, follow Twitter, Facebook. Rồi ok. Rồi các bạn vào mà làm các bạn. Con này theo thông tin là cuối tháng 4 nó sẽ kết thúc, đầu tháng 4 là kết thúc chương trình airdrop nha các bạn. Còn khoảng 1 tháng nữa, hai mấy ngày nữa. Rồi sau khi tham gia các bạn nhận được 75 tầng BCT và 15 cho 15 gapper nhận được 250 đô nha các bạn. Đầu tiên các bạn bấm nút ta chatbot đó. Rồi các bạn bấm vào chữ Businbot nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút ta nha các bạn. Rồi nhiệm vụ của nó là các bạn lấy nhấp vào đây, lấy nhấp chia sẻ cho bạn bè, mỗi một lượt giới thiệu các bạn sẽ nhận được 15 token. Đâu ta. Rồi các bạn làm nhiệm vụ thứ hai là join group Telegram của nó nè. Mỗi lượng ghép là 15 token. Rồi các bạn bấm vào Activity nha các bạn. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi bạn bấm ta. Phạm Activity. Join group nè. Rồi các bạn thoát ra, các bạn ghi lại username Telegram mình nha các bạn. Ồ, join hai kênh cho mình, join mấy con kênh nè. Join kênh channel luôn nè. Rồi ghi lại username Telegram. Rồi bạn start VT. Rồi bạn join vào nha các bạn. Cái Businbot này rất là dễ. Rồi các bạn thoát ra. Các lỗi tính, các bạn ghi lại username ở cộng anh. Không 0329931577 0329931577 các bạn gửi các bạn. Mình được một tắt rồi đó. Rồi các bạn follow theo quên các bạn. Rồi các bạn bấm Activity nha các bạn. Rồi các bạn vào đây. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Cào này kiếm khoảng 10 đô được. Rồi các bạn like cho nó một bài viết nha các bạn. Test lại nó cho mình lựng nha các bạn. Này gấp chính chủ của nó đóng biết. Bài đầu tiên nè. OAMU. Bắt có cái hiệu là bắt to càn. Rồi lại nó hai bài để test lần bài nữa đi. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn ghi username theo word lên nha các bạn. Cộng anh. Cộng win chứ. À cộng win. Quỳnh Giang VNN9. Không gửi nha các bạn. Rồi các bạn làm tiếp nhiệm vụ thứ hai nữa là
Rồi các bạn follow thấy Facebook nha bạn. Của mà SRVT và phải không? Và ghi cái username Facebook lại. Rồi. Rồi các bạn like cho nó ngay được nha bạn. Rồi bạn thoát ra nha bạn. Rồi các bạn vào Facebook nha các bạn. Mở Facebook mình lên nè. Rồi các bạn vào trang đồ ngữ của mình các bạn. Rồi các bạn vào mục khác nè. Các bạn sao chép lên trang cá nhân các bạn. Rồi các bạn trở về Telegram các bạn. Các bạn bắt đường link nó vô nè. Rồi các bạn bỏ từ chữ ID nha các bạn. Lấy số mà. Con gỡ nha bạn. Rồi các bạn bấm vào Ethereum nha bạn. Interview Ethereum. Rồi các bạn bấm vào More Activity. Các bạn chở ra lấy cái địa chỉ với ETH mình bắt vô chứ. Mọi gì chút wallet vô. Quá lâu quá. Sao giờ làm đại 7 video. Quá lâu. Hết dùng lượng luôn. Ý cơi tờ ETH đâu ta. Rồi bạn nhấp vào ETH nè. Các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn trở về. Interview sao chép đi chị. Rồi các bạn bắt vào địa chỉ nha các bạn. Bắt địa chỉ ETH vào các bạn. Này rất là dễ. Cơm tay. Ê, rồi. Ê, email sao mình nhận có 45 tập cần người ta. Không. Các bạn vào busimbot.com nữa. Vào website nữa thứ. Mấy sao có 45 tục càng kỹ trời. Em có trường mua. Mình
dồn cái này chứ ta xong dồn cái này xong. Em rồi mình sẽ có bút lắm tôi cần đặt mày lắm để video kết thúc nha bạn, video hoàn thành rồi đó bạn, bắt chỉ ra cắt xong là hoàn thành rồi.